Xin chào đón quý vị và các bạn. Tôi đang ở cầu Tân Đệ và di chuyển sang Bách Thuận, Vũ Thư, và đây là trước là trạm thu phí. Bây giờ thì đã được dỡ bỏ. Làng vườn Bách Thuận kính chào quý khách. Và lúc này tiến sự đến nhà bạn là Thế Anh tại gần với sân bóng Bách Thuận, và đây là trường học. Bách Thuận thì các bạn thấy là cũng nhà nhà cây, từ cây to cây nhỏ. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, một ngày mới tốt lành của những ngày đầu tuần, một tuần làm việc hiệu quả và thành công. Sau cơn mưa thì trời lại nắng, lúc này thì ngoài Bắc bắt đầu có nắng và miền Trung thì ảnh hưởng của cơn bão. Chúng ta lại sau những bão thì di chuyển đầu tiên thì ở Bắc, rồi bắt đầu di chuyển miền Trung, rồi cứ dần dần di chuyển dịch. Miền Bắc thì đang trong mùa thu, một trong những cái mùa là khá dịu mát. Sau mùa thu thì đến mùa đông giá lạnh. Và mỗi một mùa thì chúng ta làm cây xử lý theo một cách khác nhau các bạn nhé. Đây là những phôi mới được chủ nhà mua về. Thì tôi sẽ làm trước. Ngôi nhà đẹp. Một số những cây ở trên sân. Bộ ba những cây cọ. Có cái vòng sắt đấy. Cái
đang cao 2 mét các bạn. Và cái ngọn thì nó đang có một cái giống như một cái chòi. Nó sẽ bị nặng và sẽ cắt đi để lấy lại ngọn. Còn những cái điểm này thì tiến sự sẽ cắt giật. Và cái tay này thì sẽ thiết kế ra một cái tay phóng. Những cái rễ mà nó thô như này thì chúng ta có thể cắt đi để cho nó cái cốt của nó xịn hơn, nó không non cây mà nó không có những cái điểm này nữa. Và khi mà chúng ta cắt thì cái này sau này nó sùi ra, nó thành cái u. À, bây giờ thì tiến sự muốn xoay cái mặt kia ra, tức là để cho cái cành hậu này nó sẽ về đằng sau. Nếu mà ta để đằng trước thì nó không được, nó hơi cùi mặt. Nhưng mà về mặt sau thì chúng ta được các bạn nhé. Chúng ta có thể xử lý bông được. Nhưng mặt trước thì nhìn nó không được hay, và hai nữa là bệ nó không đẹp bằng mặt kia. Thì tôi tiến sự sẽ chuyển mặt kia là mặt tiền. Vì cái cành hậu này chúng ta có thể cho về đằng sau. Chứ nếu mà ở đằng trước này nó sẽ chọc mặt. Và bây giờ sẽ cắt cây ngọn để thành ra một cây khác để cho nó trở thành một cây gốc bồ vạn chỉ. Sang bên này mới nhìn thấy phấn. Cắt gần đất thì cắt cưa tay để đỡ khênh xuống. Giờ anh muốn nó xoay, bốn anh em tập trung xem có xoay được không? Nặng xoay ra được. Thử xem. Nếu không xoay được thì phải đưa lăng. Bệ to lắm. Thế à? Muốn nhấc lên thôi, nhấc lên. Thank you.
Lúc đấy mất điện, tôi phải dùng bằng thủ công. Mất điện là điện mất. Như vậy là đây là cái thủ nó nặng cao quá và cắt thành một cây lấy đây làm bệ luôn. Nó giống như một cây tán tầng hóa các bạn nhé. Cắt kỹ để dâm. Như vậy là các bạn cùng xem lại hình ảnh một cây xanh cốt trực đã được tiến sĩ cắt ra một cái thủ. Đây, một thủ cây lùn nhiều đầu và một cây cốt dáng trực, cốt nục nạc. Cái này sau là rất đẹp, các góc đều đẹp. Một cây trực. Vâng, quý vị các bạn thấy là một cây trực dáng nục nạc, dáng nục nạc và cốt cũng rất là đẹp. Và tiến sĩ đã quyết định cắt cái thủ ra làm một cây riêng. Một cây lùn nhiều đầu cũng có giá trị các bạn nhé. Còn một cái cốt cây trực này cũng rất đẹp và hài hòa. Bệ cũng đã được điều chỉnh thu. Chúng tôi đã nâng lên điều chỉnh bệ. Và đây là những cái tay sau này sẽ rất là đẹp. Chiều cao thì các bạn thấy là cũng tương đồng với tiến sự, tầm 1m6, 1m7. Tiến sự thì 1m7. Sau này cây hoàn thiện thì cái này chỉ còn thiếu một tay đỡ với một quả phúc nữa thôi là ok. Huyệt thì không có gì to các bạn nhé. Huyệt là rất nhỏ thôi, không có bị huyệt to đâu. Cốt thì nục nạc luôn. Các góc sau thì tiến sự sẽ quay cho các bạn xem.
là rất đẹp. Vâng. À, một cây trực tiến sự điều chỉnh tại nhà bạn trẻ, rất là trẻ Thế Anh, tại Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Và bây giờ thì tiến sự xin cảm ơn quý vị và các bạn, và chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả, thành công, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới mà tiến sự thực hiện. Xin chân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.